Tổng thống Mỹ thông báo có 30 quốc gia cùng phối hợp mở kho dầu dự trữ. Sau khi Mỹ thông báo kế hoạch xả kho 1 triệu thùng dầu mỗi ngày trong vòng 6 tháng, đã có trên 30 quốc gia sẽ cùng phối hợp giải phóng nguồn dầu dự trữ. Đài Sputnik đưa tin, phát biểu tại Nhà Trắng ngày 1 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, sáng nay trên 30 quốc gia đã triệu tập cuộc họp bất thường và nhất trí xả thêm hàng chục triệu thùng dầu vào thị trường. Trước đó một ngày, chính phủ Mỹ thông báo có kế hoạch xả 1 triệu thùng dầu mỗi ngày từ kho dự trữ chiến lược, với tổng công suất ước tính đạt 727 triệu thùng để giảm giá nhiên liệu. Thông báo của Nhà Trắng nhấn mạnh đây là mức chưa từng có tiền lệ, bởi thế giới chưa từng xuất lượng dầu dự trữ lên tới 1 triệu thùng một ngày trong thời gian dài như vậy. Đây sẽ là lần thứ ba nước Mỹ sử dụng nguồn dự trữ chiến lược trong vòng 6 tháng qua và sẽ là lần xả kho lớn nhất trong lịch sử 50 năm của SPR. Trong tháng 3 vừa qua, các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã nhất trí giải phóng 60 triệu thùng dầu nhằm hạ nhiệt căng thẳng trên thị trường liên quan đến xung đột tại Ukraine. Trong đó, Australia đã cam kết chỉ giải phóng dưới 1,7 triệu thùng dầu. Theo đó, nước này sẽ không còn dầu thô trong kho dự trữ khẩn cấp. Ngày 8 tháng 3, Tổng thống Biden tuyên bố tẩy chay nhập khẩu năng lượng của Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine, dẫn đến tình trạng giá nhiên liệu ngày càng leo thang. Trong hội nghị thượng đỉnh ngày 1 tháng 4, Trung Quốc bảo đảm với Liên minh châu Âu EU rằng sẽ tìm kiếm hòa bình ở Ukraine, nhưng theo cách riêng của mình. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói với các lãnh đạo EU rằng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy hòa bình theo cách của mình. Còn Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng EU sẽ đối xử với Trung Quốc một cách độc lập, ngụ ý nói đến quan hệ gần gũi giữa châu Âu với Mỹ. Trong khi đó, phía lãnh đạo châu Âu tuyên bố sẽ không để Moscow lách các lệnh trừng phạt được áp sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết EU kêu gọi Trung Quốc giúp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Trung Quốc không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình hình hiện nay. Theo Michel, bất kỳ nỗ lực nào nhằm lách các lệnh trừng phạt hoặc hỗ trợ cho Nga sẽ kéo dài cuộc chiến. Theo đó, Trung Quốc có quan hệ gần gũi về hợp tác năng lượng, thương mại và an ninh với Nga. Vài tuần trước khi xung đột nổ ra ở Ukraine, Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ chiến lược không giới hạn. Được biết, hai nhà lãnh đạo Michel và von der Leyen mô tả không khí hội nghị trên với Trung Quốc là cởi mở và thẳng thắn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói rằng quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cao hơn quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc với Nga. Trong năm ngoái, hơn 1/4 tổng thương mại của Trung Quốc là với Mỹ và EU, trong khi với Nga chỉ chiếm 2,4%. Trung Quốc đang lo ngại châu Âu thực hiện chính sách đối ngoại cứng rắn hơn, giống như Mỹ, vì thế đã kêu gọi EU loại trừ sự can thiệp bên ngoài và quan hệ với Bắc Kinh. Năm 2019, EU đột ngột thay đổi ngôn ngữ ngoại giao mềm dẻo để dán nhãn đối thủ cạnh tranh hệ thống cho Trung Quốc. Theo đó, quan hệ EU-Trung Quốc gần đây đã trở nên căng thẳng vì Bắc Kinh chặn hàng hóa từ Litva sau khi quốc gia nhỏ của châu Âu này cho phép đảo Đài Loan Trung Quốc mở văn phòng đại diện. Hôm qua ngày 1 tháng 4, thông qua một cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay, nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình. Trong đối thoại với Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc nhận thấy vô cùng đáng tiếc khi tình hình ở Ukraine vẫn diễn biến như hiện tại. Theo ông Tập, quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Ông Tập cho biết Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình và đưa ra kết luận của mình một cách độc lập dựa trên giá trị của từng vấn đề. Trung Quốc kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực được công nhận rộng rãi, điều chỉnh các mối quan hệ quốc tế, hành động phù hợp với các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời ủng hộ tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững. Chủ tịch Tập Cận Bình chia sẻ quan điểm về cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine trong hoàn cảnh hiện nay gồm 4 ý chính. Thứ nhất, thúc đẩy hòa đàm. Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực của EU hướng tới giải quyết chính trị vấn đề Ukraine và khuyến khích các cuộc đàm phán hòa bình theo cách riêng của họ. Các cuộc đàm phán hòa bình là cách khả thi duy nhất để ngăn chặn sự leo thang của căng thẳng. Cộng đồng quốc tế nên tiếp tục tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine và nhường chỗ cho các giải pháp chính trị thay vì đổ thêm dầu vào lửa và gia tăng căng thẳng. Thứ hai, ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quy mô lớn. Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến về tình hình nhân đạo ở Ukraine, cung cấp nhiều đợt hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Ukraine và gửi hàng tiếp tế tới các nước châu Âu đang tiếp nhận một số lượng lớn người tị nạn. Trung Quốc sẽ giữ liên lạc với EU để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn hơn. Thứ ba, thúc đẩy hòa bình lâu dài ở châu Âu và lục địa Á-Âu. Nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng Ukraine là do căng thẳng an ninh khu vực ở châu Âu đã hình thành trong nhiều năm qua.
một giải pháp cơ bản là đáp ứng các mối quan tâm bảo mật hợp pháp của tất cả các bên có liên quan. Trong thời đại ngày nay, các khuôn khổ an ninh toàn cầu khu vực không nên được xây dựng với tâm lý chiến tranh lạnh nữa. Trung Quốc ủng hộ châu Âu, đặc biệt là EU, đóng vai trò chính và hỗ trợ châu Âu, Nga, Hoa Kỳ và NATO tổ chức đối thoại để đối mặt với các tình hình căng thẳng đã hình thành trong nhiều năm và tìm ra giải pháp để xây dựng một khuôn khổ an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững ở châu Âu. Thứ tư, ngăn chặn xung đột khu vực ngày càng lớn. Cuộc khủng hoảng ở Ukraine phải được xử lý đúng cách. Các bên không thể chỉ tập trung vào một khía cạnh của vấn đề mà không quan tâm đến phần còn lại. Cơ cấu kinh tế toàn cầu hiện nay là kết quả của những nỗ lực lâu dài của tất cả các quốc gia. Nó là một tổng thể không thể tách rời. Các bên nên trân trọng kết quả này và không được để hệ thống kinh tế toàn cầu bị gián đoạn theo ý muốn, càng không thể cho phép các nỗ lực chính trị hóa hoặc vũ khí hóa nền kinh tế thế giới như một công cụ phục vụ chương trình nghị sự của chính mình. Vì những nỗ lực như vậy sẽ gây ra các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong tài chính, thương mại, năng lượng, công nghệ, thực phẩm, chuỗi công nghiệp và cung ứng trên phạm vi toàn cầu. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng tình hình hiện nay có thể xóa sạch thành quả của các hợp tác kinh tế quốc tế đạt được sau nhiều thập kỷ nỗ lực. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, có thể mất nhiều năm nếu không phải là hàng nhiều thập kỷ để mọi thứ đi trở lại đúng hướng. Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Trung Quốc và EU cần cam kết giữ tình hình trong tầm kiểm soát, ngăn chặn khủng hoảng lan rộng và quan trọng nhất là giữ ổn định hệ thống, quy tắc và nền tảng của kinh tế thế giới nhằm củng cố niềm tin của công chúng. Theo các nguồn tin thân cận nhận định với CNN, các chính phủ phương Tây hiện vẫn chưa chắc chắn về việc sẽ trao cho Ukraine những đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý tương tự như Điều 5 Hiệp ước NATO. Theo CNN đưa tin ngày 1 tháng 4, những nguyện vọng của Ukraine có lẽ sẽ không được đáp ứng. Theo đó, Ukraine đã nhất trí từ bỏ mong muốn về việc gia nhập NATO và cho biết nước này hiện đang tìm kiếm một sự sắp xếp an ninh khác trong đề xuất gửi tới phái đoàn Nga trong cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tuần này. Theo đề xuất trên, thì Kiev nhất trí sẽ không đặt các căn cứ nước ngoài cũng như không cho phép quân đội nước ngoài triển khai trên lãnh thổ của mình. Đổi lại, các cường quốc hàng đầu thế giới, trong đó có Nga, sẽ đưa ra đảm bảo mang tính ràng buộc pháp lý để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công quân sự trong tương lai. Nga xác nhận Ukraine đã gửi cho phái đoàn đàm phán nước này một đề xuất bằng văn bản nhằm hướng tới giải quyết xung đột và đánh giá đây là một động thái tích cực. Một quan chức phương Tây nhận định với CNN rằng hiện khó có khả năng Mỹ và các đồng minh sẽ đưa ra sự bảo vệ ràng buộc về mặt pháp lý cho Ukraine như nước này yêu cầu. Trong khi đó, bất kỳ giới hạn nào trong một cam kết đầy đủ nhằm bảo vệ Ukraine đều sẽ không đủ với người dân Ukraine. Theo đó, các quan chức Ukraine đã đàm phán rằng chính sách mở cửa của NATO không có một lộ trình rõ ràng cho tư cách thành viên của nước này. Còn phía Nga lại coi việc Ukraine gia nhập NATO là một lằn ranh đỏ khi năm 2008, NATO chính thức tuyên bố Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh một ngày nào đó. Theo các nguồn tin thân cận, một số nước phương Tây tin rằng tư cách thành viên của EU có thể cung cấp cho Ukraine sự bảo vệ ở một mức độ nào đó. Trong đó, việc Nga tấn công một nước thành viên EU sẽ khó xảy ra, bởi điều đó tự động sẽ khiến quốc gia đó nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Những đề xuất mà Ukraine chuyển tới Nga ở Istanbul cũng bao gồm yêu cầu Nga chính thức tuyên bố sẽ không phản đối Ukraine gia nhập EU. Ukraine đã nhanh chóng thúc đẩy quá trình gia nhập EU sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự hồi tháng 2, nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ lộ trình cụ thể nào về việc gia nhập. Một quan chức EU cho biết, trước mắt các nước phương Tây sẽ không thảo luận về yêu cầu của Kiev.